thể kể cho anh nghe về ưu điểm nổi bật của em? Dạ, về cái ưu điểm nổi bật của em thì em kể cho anh nghe bây giờ chắc tới mai mới hết quá, nhiều lắm anh. Nhưng mà em sẽ tóm gọn trong vòng 3 ưu điểm. Đó, đầu tiên đập vào trong mắt anh là sự đẹp trai và quyến rũ của em. Em cũng không muốn tự khen bản thân mình đâu, nhưng mà tại vì đó là cái điều không thể thay đổi được anh ạ. Cái vấn đề thứ hai đó chính là trình độ vi tính siêu phàm của em á, em có ghi ở trong CV của em, anh có thể tham khảo kỹ hơn. Và điều thứ ba là cái điều mà em cảm thấy tự hào nhất, và đây chính là một cái điều mà em cảm giác là có một cái sự đồng cảm với tất cả mọi người, và đặc biệt là các cô gái. Bởi vì em có cái khả năng là luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu. Luôn luôn lắng nghe mà luôn luôn thấu hiểu cái nỗi lòng tình cảm của các cô gái. Thì em hoàn toàn sai rồi. Dạ sao vậy? Sao em không nêu những cái ưu điểm nổi bật của em là khả năng chém gió của em? Dạ, cái chém gió thì em chỉ chém nhẹ nhẹ trên vlog của em thôi à. Mà nếu mà em được nhận vào F-News á, thì em sẽ tập trung và thật sự là nghiêm túc trong công việc. Anh cứ yên tâm nha. Cái thứ đó là anh cần đó. Em không cần thay đổi gì hết á. Hôm nay em được nhận, công việc của em là điều hành và lập trình cho web của Giới Trẻ. Em cứ đưa những cái ưu điểm nổi bật và khả năng chém gió của em càng mạnh càng tốt, thành lốc thành bão càng tốt. Anh càng hoan nghênh em. Dạ. Chúng ta vui vẻ hợp tác. Dạ. Em bắt tay anh cái. Dạ. Chờ đợi là hạnh phúc. Phải chờ đợi thằng núi này ra. Ơi! Núi! Sao rồi? Được nhận rồi đúng không? Lên xe. Rồi về ha. Rồi. Để anh chỉ ra, Thôi, em đi. Rồi. Sao vậy là ngày mai đi làm luôn đúng không em? Em có thiệt với anh đấy. Em vô em nói có vài câu thôi là mời em làm việc luôn. Trời ơi, lúc đầu em suy nghĩ lại. Tại vì người ta năn nỉ quá với người ta ngưỡng mộ em. Anh hiểu cái từ ngưỡng mộ không? Đó, ngưỡng mộ vì có một cái số lượng fan cực kỳ lớn ở trên Vblog. Đấy, để phù hợp với lại website của họ. Thật sự ra thì em thấy công việc cũng phù hợp với kinh nghiệm cũng như là khả năng của em á, cho nên em mới nhận đó. Anh nói em giỏi thiệt mà. Em đúng là rất là very good luôn á. Ủa mà công việc của em là làm cái gì ta? Công việc của em ngồi im có một chỗ à. Ngồi im một chỗ. Ê, vậy tính ra anh cũng giỏi mà. Sao vậy? Anh cũng ngồi yên chỗ nè. Nhưng mà có điều chiếc xe của anh nó chạy tới chạy lui à. Giỡn kỳ cục. Công việc của em á, ngồi im một chỗ nhưng mà làm việc trí óc. Làm việc trí óc là làm gì em? Em phải duyệt bài, sau đó phải đăng lên trên website. Đó. Nó là ná như là giám đốc mà ngồi ký gì á. Cái này là công việc quan trọng đúng không? Đó. Chắc là lương cao lắm nè. Lương cũng không nhiều trơn á. Mười mấy 20-30 triệu vậy. Trời ơi, 10 mấy 20-30 triệu mà nó không có nhiêu. Thôi được rồi, đi về. 10 mấy 20 triệu. Đúng là Núi. Lát nữa về cho anh chụp hình cái nữa nha. Nhớ đừng tái vào mặt em nha ông nội. Rồi, đi thôi.